Khi đưa tay vào còng, ngồi trước cán bộ công an, người phụ nữ này hẳn đã đủ tỉnh táo, không còn hơi men trong người. Cách thời điểm này không lâu, sau cuộc nhậu với bạn bè, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, người phụ nữ đã dùng dao chém chồng nhiều nhát, khiến người chồng bị 38 vết thương dẫn đến tử vong. Không những mất chồng sau cơn say, người vợ sẽ còn phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Ngày 25 tháng 11 năm 2023, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Trà Vinh tại tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Thạch Thị mươi 39 tuổi ở thành phố Trà Vinh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo kết quả điều tra, vào ngày 19 tháng 11, nghi phạm Thạch Thị Xien tổ chức tiệc nhậu tại nhà cùng những người bạn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, chồng của nghi phạm đi làm về thì thấy vợ đang nhậu với bạn, nhưng không tham gia, mà bỏ vào trong nhà. Sau đó, hai vợ chồng nghi phạm Thạch Thị Xien xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông. Trong lúc có rượu, nghi phạm Xien dùng búa đánh chồng, nhưng được mọi người căng ngăn. Một lúc sau, người chồng dọn đồ lên xe để bỏ nhà đi. Đi được một đoạn do quên mang theo tiền, anh đi bộ quay lại nhà để lấy. Lúc này, thấy chồng quay về, nghi phạm Thạch Thị Xien cầm dao chạy đến chém liên tục nhiều nhát vào chân và lưng người chồng gây ra 38 vết thương. Sau khi bị chém, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Trà Vinh. Đến ngày 22 tháng 11, do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị, nhưng đến rạng sáng 23 tháng 11, do chuyển biến nặng, gia đình đưa nạn nhân về nhà và tử vong sau đó. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Trà Vinh tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.